Hôm nay là ngày 9 Tây tháng 5, 2020. Trước bàn thờ Tổ quốc, chúng con là thành viên đồng nhiệm của Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời, Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa. Nguyện xin đấng tối cao, trời, Phật, hồn thiên sông núi, các bậc tiền nhân, anh hùng, dựng nước và giữ nước, xin phù hộ độ trì cho Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời, Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa, sớm hoàn thành sự nghiệp giải thể chế độ tà quyền cộng sản tại Việt Nam, lấy lại đất tổ, không làm khổ dân. Hôm nay xin trân trọng kính chào Tổng thống Đào Minh Quân, kính chào Bộ Tư lệnh Chiến lược Toàn quốc, kính chào quý đại biểu, quý đồng nhiệm trong Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời, Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa, cùng tất cả đồng bào, anh chị em khắp nơi trong và ngoài nước. Kim xin trân trọng kính chào Ngài Tổng thống Đào Minh Quân và Phu Nhân, kính chào Bộ Tư lệnh Chiến lược Toàn quốc, quý tướng lãnh, quý đại biểu, cùng các quý đồng nhiệm trong Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời, Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa. Xin kính chào quý cô dì chú bác cùng các anh chị em Việt Nam trong và ngoài nước. Kính chào tái ngộ cùng tất cả anh chị em trên diễn đàn cũng như khắp nơi trên toàn thế giới. Thì hôm nay chúng ta lại gặp nhau.
Thì hai ngày trước á, thì Khoa và chị Kim cũng đã đọc 11 điều là người công bậc của dân. Thì hôm nay Khoa và chị Kim cũng sẽ nói tiếp về cái đó. Nhưng mà hôm nay đặc biệt thì ở Úc này, ngày mai là ngày Mother Day. Có thể mỗi một nước nó khác nhau, nhưng mà ở Úc thì chọn cái ngày Chủ nhật là ngày mai. Thì cũng nhân cái dịp này, Khoa cũng sẽ gửi đến cho tất cả anh chị em những lời chúc mừng cho người mẹ khắp nơi trên thế giới, cũng như người mẹ Việt Nam của chúng ta. Thì bây giờ một chút nữa chúng ta hãy nói về mẹ, nói về đất nước, nói về những gì mà Tổng thống Đào Minh Quân đang làm. Rồi sau đó đó thì bây giờ trước nhất chúng ta cùng nghe một bài hát, là bài hát rất là thân quen. Bài hát này nói về đất nước Việt Nam, nói về vị Tổng thống của nền đại ta Việt Nam Cộng Hòa và nguyện vọng của một đất nước Việt Nam của chúng ta soi sáng khắp quả đi cầu. Thì sau khi chúng ta nghe nhạc thì chúng ta bắt đầu vào cái câu chuyện. Dạ, xin mời. Đào Minh Quân, anh hùng cứu nguyên dân, quên thân mình ngày ngày không lo việc nước. Một ngày về dân trên đó không hài lòng vì nước hy sinh cho muôn đời, cầu phố không quang vinh. Việt Nam Đào Minh Quân, dân đang chờ ngày vui hoan. Xóa tan bao lỗi lầm than. Việt Nam Đào Minh Quân, xây cơ đồ một thiên sông núi. Ánh dương lên soi sáng khắp biển cầu. Cái bài hát chấm dứt thì chúng ta nghe bài thơ. Cái bài thơ này á, thì Phan nghĩ Phan đã phát nhiều lần, nhưng mà hôm nay đặc biệt là ngày lễ của mừng Mother Day thì Phan xin phát lại cái bài thơ này. Chỉ dọn dẹn có 4 câu, nhưng mà trong đó cũng có nói về quê mẹ Việt Nam của chúng ta. Tại vì hôm nay là ngày Mother Day. Chỉ vài tiếng thôi, nữa thì là ngày Mother Day. Dạ, xin mời. Thank you.
Hiến dân tim ốc ôm quê mẹ sẽ trổ ngàn hoa thắm ngàn sao. Thì cái quê mẹ Việt Nam của chúng ta đó, mà Tổng thống Đào Minh Quân rang ra sức để giải thể chế độ Cộng sản Việt Nam, để đem tất cả những gì mà tốt đẹp nhất về trên đất mẹ Việt Nam. Ở trong đó có rất nhiều người mẹ đang sống nghèo khổ. Chắc anh chị em đã thấy cái tựa mà ba đã viết lên trên đó. Thì ai cũng có mẹ cả, không có ai mà không có mẹ. Có người may mắn thì được sống với người mẹ, gần gũi với người mẹ của mình. Nhưng mà có người lại không may mắn như vậy. Thì bây giờ hôm nay là ngày Mother Day, thì chúng ta nói chủ đề về mẹ và người phụ nữ Việt Nam và đất nước Việt Nam của chúng ta. Thì bây giờ ba xin mời tất cả anh chị em chúng ta hãy nghe một bản nhạc Lòng Mẹ. Cái bản nhạc này rất là quen thuộc để chúng ta nhớ ơn tất cả những người mẹ. Nhất là những người mẹ đang sống nơi quê nhà của chúng ta. Những người mẹ mà lang thang đầu đường xó chợ, cái đó là chuyện mới đáng nói. Những người mẹ có được những đứa con hạnh phúc giàu có thì chúng ta không nói gì. Nhưng mà có những người mẹ chỉ còn da với xương mà thôi. Thì bây giờ Pha xin mời tất cả anh chị em cùng nghe bài hát Lòng Mẹ. Mẹ ơi, dù ở phương trời xứ lạ, xa quê hương hơn nửa vòng trái đất, dù đã bỏ lại sau lưng bao yêu thương, bao kỷ niệm, nhưng lòng chúng con luôn luôn hướng về mẹ. Mẹ Việt Nam ơi, biết nói gì đây cho vơi lòng thương nhớ, chỉ có lời ca chúng con xin dâng mẹ, nhớ ơn mẹ, lòng mẹ bao la như trời như biển. Lòng mẹ bao la như biển Thái Bình dạt dào, tình mẹ tha thiết như dòng suối hiền ngọt ngào. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
cái bài hát đã chấm dứt, nhưng mà trước khi cái bài hát này chấm dứt thì có trải lên những cái hàng chữ là cảm ơn mẹ đã sanh con ra đời. Khi Phan nghe đó, Phan cũng không có cầm được. Tại vì Phan cũng có mẹ, và cũng không ở gần mẹ. Nhưng mà dù sao đi nữa thì chúng ta không ở gần, nhưng mà chúng ta vẫn, người mẹ vẫn còn sống trên thế gian này. Thì Phát xin nhân ngày hôm nay, Phát xin gửi lời chúc mừng đến tất cả anh chị em. Chúc mừng tất cả những người mẹ khắp nơi trên toàn thế giới. Mừng ngày Mother Day, tức là ngày của mẹ, được vui vẻ, hạnh phúc. Có thể trong chúng ta, khi mà cái gì mất thì chúng ta mới biết quý. Còn có nhiều khi cái gì nó còn hiện diện ở gần chúng ta thì chúng ta không biết quý. Thì mong rằng tất cả anh chị em Việt Nam nói riêng, tất cả anh chị em khắp nơi trên toàn thế giới, tất cả các sắc tộc, hãy trân quý những gì mà chúng ta có, hãy trân trọng, và hãy làm tròn cái bổn phận, trách nhiệm với cha mẹ của mình. Nếu chúng ta không ở gần, mà chúng ta còn một cái trách nhiệm nào khác để mà chúng ta làm, có thể cứu tất cả những người mẹ Việt Nam của chúng ta, thì giờ chúng ta có phải xa mẹ, có phải đánh đổi một sự hy sinh? Thì đối với Pha thì cái đó là cũng là đã trả ơn cho cha mẹ, mẹ của chúng ta, hay là những người mẹ khác, cũng là những người mẹ Việt Nam. Và khi nói tới người mẹ Việt Nam thì chúng ta nói tới những người phụ nữ, những người mẹ trẻ và những người phụ nữ chưa lập gia đình. Thì hôm nay Khoa cũng nói về Hội Phụ Nữ Việt Nam Tân Dân Chủ Toàn Cầu, mà tại sao Tổng thống Đào Minh Quân lại thành lập ra Hội Phụ Nữ Việt Nam Tân Dân Chủ Toàn Cầu, để làm gì? Và Tổng thống đang cứu dân tộc Việt Nam của chúng ta, có phải là đang muốn đem tất cả những gì yêu quý nhất, trân trọng nhất về trên đất mẹ Việt Nam và những người mẹ già và những người mẹ trẻ, những người phụ nữ Việt Nam của chúng ta đang sống nơi quê nhà? Thì bây giờ Pha mời chị Kim phát biểu cảm tưởng của chị một chút, rồi chúng ta vào một cái câu chuyện là Hội Phụ Nữ Việt Nam Tân Dân Chủ Toàn Cầu và những người mẹ đang sống trên đất nước nghèo khổ của chúng ta, đó là Việt Nam. Dạ, mời chị Kim. Kim xin chào lại quý cô dì chú bác và các anh chị em Việt Nam toàn cầu. Hôm nay là ở tại Úc, là ngày mai Chủ nhật, hôm nay thứ Bảy, thì ngày mai là ngày lễ Mother Day. Thì ở cái xứ Úc này thì có một năm có một ngày Father Day và một ngày Mother Day. Ngày Father Day thì dành cho người cha, và ngày Mother Day thì dành cho người mẹ. Ở cái thế giới tự do, họ giáo dục thế hệ trẻ biết thương yêu cha mẹ của mình và có một ngày để dành cho cha, cho mẹ. Mặc dù những người con ở đâu, đi làm đâu xa, thì những cái ngày dành cho cha, dành cho mẹ, thì những người con đều đến với cha, với mẹ của mình. Tại vì ở trong trường học đã giáo dục từ nhỏ, cho nên đúng ngày đó thì mấy đứa nhỏ lại tề tựu với cha là ngày của cha, và với mẹ là ngày của mẹ. Cho nên thế giới tự do đã giáo dục cho những đứa trẻ, thế hệ trẻ có những cái tấm lòng thương yêu cha, thương yêu mẹ của mình.
thì đối với đất nước Việt Nam của chúng ta từ lâu rồi thì cũng có ngày đó đó quý vị, nhưng mà không phải là ngày Mother Day hay ngày Father Day, mà là ngày lễ Vu Lan đó quý vị. Ngày lễ Vu Lan là ngày dành cho mẹ, thì tất cả những người thân, những người con yêu ở Việt Nam đều có những ngày là lễ Vu Lan đến chùa để cầu nguyện cho cha, cho mẹ của mình được sống lâu, được gần gũi với con cái. Thì ngày lễ Vu Lan đó chúng ta đến chùa lễ Phật và cũng thắp nén hương lễ Phật và cầu nguyện cho mẹ của mình được sống lâu. Những ai mà còn mẹ thì sẽ được cài cái hoa hồng lên áo, còn những ai mà đã mất mẹ rồi thì sẽ cài hoa trắng. Thì ở Việt Nam chúng ta cũng có một cái bài hát là bông hồng cài áo đó, cũng rất là hay, nói về người mẹ. Cho nên dù ở trong hay là ngoài nước, tất cả những người con dân Việt Nam của chúng ta đều nghĩ đến người cha hay người mẹ của mình. Đặc biệt là người mẹ. Người mẹ thì cực khổ với người con. Người mẹ mang nặng đẻ đau để sinh ra đứa con và nuôi con khôn lớn, tảo tần cực khổ biết bao. Cho nên là bổn phận làm con thì chúng ta phải thương yêu và giữ chữ hiếu, giữ gìn chữ hiếu với mẹ và ngay cả với cha, thì người cha cũng tạo ra mình. Thì ở trong xã hội Việt Nam bây giờ là một cái xã hội xô bồ xô bổn, cho nên là đã tạo cho những cái người con dân Việt Nam bây giờ mất đi cái bản chất đạo đức của ngày xưa rất là nhiều. Tại vì sao? Là tại vì Cộng sản đã làm cho người dân đói khổ, cứ chạy lo miếng ăn hàng ngày, và cho nên từ chỗ đó cứ chật vật vì miếng ăn, miếng cơm manh áo, cho nên không có nghĩ gì đến cái tình thương yêu đùm bọc ở trong gia đình. Thậm chí có những trường hợp đứa con rất là hỗn láo với cha mẹ, hoặc là thậm chí cũng có những trường hợp là người mẹ lại đối xử với người con rất là tệ bạc, đánh con không có thương tiếc. Là vì sao? Là vì mỗi một người Việt Nam bây giờ đã mất đi cái bản chất đạo đức từ ngàn xưa. Cho nên là hiện tại đất nước Việt Nam của chúng ta có một vị anh minh muốn khôi phục lại nền đạo đức của người dân Việt Nam bằng cách là chúng ta phải tham gia trưng cầu dân ý để chúng ta tìm lại tất cả những gì trong lịch sử cha ông ngàn đời đã để lại cho người dân Việt Nam của chúng ta, thì chúng ta sẽ tìm lại tất cả. Cho nên hiện tại bây giờ là chị Pha và Kim kêu gọi chúng ta phải nói lên cái nguyện vọng của mình, là mình muốn một cuộc sống ấm no, một cái cuộc sống thương yêu đùm bọc với nhau, để trở về cái thời ngày xưa, là cái đất nước Việt Nam của chúng ta là những người dân hiền lành chất phác, trung hậu đảm đang, lo lắng người mẹ, lo lắng cho gia đình, cho những người con. Thì tiện đây Kim cũng xin phổ biến cái trang trưng cầu dân ý để cho quý cô dì chú bác anh chị em, những người nào mà còn có tấm lòng, có trái tim yêu thương, thì chúng ta nên cố gắng để tìm lại cái nền tự do cho đất nước Việt Nam của chúng ta. Tại vì hiện tại là Tàu Cộng đang chuẩn bị vào xâm chiếm đất nước Việt Nam của chúng ta qua cái mật nghị Thành Đô mà Kim cũng đã đọc cho quý cô dì chú bác nghe về cái mật nghị Thành Đô. Nó xảy ra trong 60 năm và hiện tại nó đã qua một cái giai đoạn là 20 năm rồi, và bây giờ là đang bước vào giai đoạn thứ nhì. Giai đoạn thứ nhì thì Tàu Cộng xâm lược đất nước Việt Nam của chúng ta một cách âm thầm, giống như là tầm ăn dâu, cho nên người dân Việt Nam không nhìn thấy được quý vị. Và những ai nhìn thấy được thì Kim cũng xin kêu gọi là cho người thân của mình, người quen của mình biết cái mục đích mà xâm lấn của Tàu Cộng vào đất nước Việt Nam. Họ âm thầm và làm cho người dân Việt Nam không nhìn thấy rõ là trong tương lai Tàu sẽ vào. Nhưng mà nên nhớ, Tàu Cộng họ rất ác độc, họ rất mưu mô,
thâm độc, cho nên họ lừa dân và họ giết dân. Hiện tại bây giờ ở trong đất nước Việt Nam của chúng ta, mặc dù chưa có hoàn toàn là thuộc về Tàu Cộng, nhưng Kim cũng đã xem những cái video clip rất là đau lòng luôn. Không có một luật lệ gì rõ ràng cả. Một người dân bị mời một, có một cái tội gì đó, chẳng hạn như là ăn trộm hay là tội đánh bài hay là rượu chè, thì vào trong đồn công an thì chừng vài hôm sau là chết quý vị. Cho nên Kim không hiểu vì sao mà những người này chết một cách tức tưởi, và nhìn thấy cái cảnh nó rất là đau lòng luôn. Vừa rồi Kim cũng vừa nhìn thấy một người vì cái tội là đánh bài vào trong đồn công an chỉ có 3 ngày sau thôi quý vị là đã chết. Và người thân đến thì mở quần mở áo của cái người đó ra. Kim nói thiệt, hôm nay thì Kim cũng ráng kềm để không có phải mỗi lần lên diễn đàn cứ nói tới những chuyện này là cứ nghẹn ngào rồi không có nói được. Bây giờ Kim sẽ cố gắng để nói hết cho quý vị nghe. Là khi mà mở quần áo của cái người đã chết ra đó, mình mẩy bầm tím hết trơn quý vị. Không thể tưởng tượng được. Họ đánh đến độ mà chết luôn quý vị. Mở tới đâu là thấy bầm đen hết. Tại sao như vậy? Tại sao họ coi con người không ra gì? Tại sao mà họ giết người một cách tàn ác như vậy? Và những người thân, những người dân thấp cổ bé miệng, không có nói lên được gì cả, chỉ khóc mà thôi quý vị. Tại sao như vậy? Chúng ta phải cố gắng, mỗi một người dân Việt Nam của chúng ta phải cố gắng để vượt qua những giai đoạn gian khó này, cố gắng trưng cầu dân ý để đem nền tự do no ấm về cho đất nước Việt Nam của chúng ta. Con người, con dân của Việt Nam chúng ta phải được tôn trọng quý vị. Chúng ta có tội gì thì đến phải có luật lệ rõ ràng để xét xử. Còn con người không có phải bị đánh đập một cách tàn nhẫn và bị chết một cách oan uổng như vậy quý vị. Không thể được quý vị. Cho nên người dân Việt Nam, nếu mà ai biết được những cái chuyện này thì chúng ta phải cố gắng mạnh dạn lên, nói với người thân, nói với người quen của chúng ta để âm thầm trưng cầu dân ý. Tại vì link trưng cầu dân ý rất an toàn và bảo mật. Quý vị phải tin rằng hiện tại những người dân đã trưng cầu dân ý cho chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa đã trên 5 triệu phiếu rồi, đã đến 6 triệu phiếu rồi. Nhưng bao nhiêu người bị bắt, quý vị nhìn xem đi, thì quý vị phải đặt hết niềm tin. Còn những người nào nói rằng khi mà trưng cầu dân ý thì những chi tiết cá nhân của mình người ta lấy để làm gì? Không có ai lấy làm gì cả quý vị. Tại vì ở đây tất cả những người trong chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa là những người có tinh thần, những người có tấm lòng với đất nước, với người con dân Việt Nam. Họ không làm những cái điều đó đâu quý vị. Và thậm chí là những người trong chính phủ hiện nay là những người đã có nghề nghiệp rõ ràng ở tại đất nước tự do. Không ai lấy chi tiết đó để làm gì cả. Không ai cả quý vị. Thậm chí như chị Pha với Kim ở đây có nhà cửa rõ ràng đàng hoàng, có cơ ngơi, nhưng mà cũng đâu có ai lấy chi tiết của mình để làm gì. Tại vì đây là những người thật quý vị. Đây là những người thật, chứ không phải là những người gian dối giống như Cộng sản đã tuyên truyền. Và chúng ta phải nhớ rằng hệ Cộng sản nói điều gì thì chúng ta phải nghĩ ngược lại. Nói là Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa là dối trá thì chính họ là người dối trá đó quý vị. Quý vị phải nghĩ ngược lại thì quý vị mới có con đường sống trong tương lai. Còn nếu quý vị cứ nghe những lời Cộng sản nói thì quý vị đến ngày quý vị chết mà quý vị không biết tại sao chúng ta chết nữa đó. Quý vị nhớ một điều, ở đây Kim nói bằng sự thật, bằng tấm lòng. Cho nên người dân Việt Nam phải sáng suốt lên. Trong giai đoạn này chúng ta không thể nào thờ ơ được quý vị. Chúng ta không thể nào sống cho riêng bản thân chúng ta được. Tại vì nếu chúng ta sống cho riêng bản thân chúng ta, tương lai chúng ta cũng không còn nữa quý vị. Tại vì người chết trước và người chết sau đó, chứ không phải là chúng ta không có chết đâu. Người chết trước và kẻ chết sau đó. Cho nên chúng ta đừng bảo vệ bản thân mình ích kỷ để sống cho riêng thân mình, mà những người thân của mình đang chết dần chết mòn và tương lai cũng tới mình nữa đó quý vị. Tại vì Cộng sản lúc nào cũng bành trướng ra khắp thế giới cả. Cho nên chúng ta phải hiểu một vấn đề. Chúng ta là những người con dân Việt Nam, chúng ta có tấm lòng, chúng ta biết yêu thương gia đình của chúng ta, thì chúng ta phải can đảm lên để bảo vệ lấy bản thân chúng ta
và bảo vệ lấy gia đình, người thân và cả đất nước của chúng ta nữa. Bây giờ sẵn đây thì Kim cũng xin phổ biến cái link trưng cầu dân ý. Chúng ta vào Google để Pha mở chị. Chị nói đi bây giờ. Chị Pha sẽ mở cái trang trưng cầu dân ý lên Google, cho quý vị. Mình tìm trưng cầu dân ý .us. Rồi chúng ta mới vô trong Google tìm. Thì chúng ta thấy nếu mà cái nổi lên cái chữ trưng cầu dân ý, nó có Chính phủ Quốc gia Việt Nam Lâm thời trưng cầu dân ý viết tắt .com. Thì anh chị em gõ vào đó thì nó nổi lên cái đường link trưng cầu dân ý nè, cái trang đó. Nó rất là đơn giản và nó rất là dễ khi anh chị em làm. Anh chị em ra khỏi chỗ này là hầu như tất cả đã biến mất. Thì cái link trưng cầu dân ý nó rất là đơn giản. Thì bây giờ chị Kim thì cũng hay phổ biến, thì giờ Pha cầm thì Pha nói giùm cho chị Kim luôn cũng được. Cái link trưng cầu dân ý á, thì ở trên á, là họ, chúng ta điền họ, rồi chữ ló, kế là chữ ló, rồi tên chánh, rồi ngày tháng năm sinh. Mà ngày tháng năm sinh á, nếu anh chị em mà sinh vào ngày 1 cho tới 9 á, thì anh chị em phải điền là 01 hay là 09, tức là mình phải điền cái số 0 đứng đầu. Chứ chúng ta điền, chúng ta sinh thí dụ như 1 tây tháng 10 đi, mà chúng ta điền 1, viết số 1 không là không có được, không có đi. Chúng ta phải viết 01. Và cái tháng thì cũng vậy thôi, cái tháng thì anh chị em sinh vào tháng 1, tháng 2, tháng 3 cho tới tháng 9 thì anh chị em cũng phải viết cái số 0, cái số 0 ở đứng đầu, tức là 01 hay là 09. Thì cái năm thì anh chị viết cũng nguyên, anh chị em phải viết là giống như 19, 50, 60 gì đó. Chứ anh chị em đừng có viết hai cái số khao, ở sao không nó cũng không đi luôn nữa. Chúng ta phải làm đúng. Thí dụ chúng ta sinh năm 1960 thì chúng ta viết năm 1960. Rồi tới số nhà, rồi thành phố, giống như là huyện hay là phường, rồi tỉnh, rồi quốc gia. Thì quốc gia Việt Nam á, thì chúng ta ai cũng ở Việt Nam thì điền Việt Nam, còn giống như ở Úc thì để ở Úc, còn ở Mỹ thì để ở Mỹ. Nhưng mà khi mà chúng ta bấm gửi đi đó, thì chúng ta ở nước nào thì cái máy nó sẽ hiện lên cho chúng ta cái số đầu. Thí dụ như phải ở Úc thì nó nổi lên chữ AU, trước từ chữ AU đó. Còn ở Mỹ thì chữ US, còn ở Việt Nam thì chữ VN. Thì cái số mã số đứng đầu nó phải có, mình nhìn là mình biết ở cái người đó ở nước nào rồi. Thì anh chị em điền số điện thoại, hay là số điện thoại nhà, hay là mobile, hay là Facebook, hay là email. Nhưng những cái phần này đó, thì nó anh chị em muốn điền thì điền, không điền cũng được. Nhưng mà cái địa chỉ, thành phố, nước, thì anh chị em phải điền đủ. Còn Facebook hay là số điện thoại thì anh chị em có thể điền, còn có thể không điền. Tại vì cái số điện thoại và cái Facebook đó, anh chị em có thể... đâu có thể là giữ hoài, có khi chúng ta đổi số điện thoại hay là đổi Facebook thì anh chị em điền vào cũng được, và anh chị em không muốn điền cũng được, không bắt buộc. Rồi nếu mà anh chị em có bằng lái hay căn cước á, thì anh chị em muốn lấy cái số đó điền vô á, thì càng tốt. Tại cái này đó thì cũng không bắt buộc, nhưng mà anh chị em điền vô á, thì xác nhận anh chị em là người thật, việc thật. Thì khi mà anh chị em đem cái chứng minh đó ra đó, khi mà chính phủ làm cho anh chị em cái thẻ căn cước đó, thì anh chị em đem cái đó ra chứng minh là anh chị em là người thật. Do anh chị em có địa chỉ, đổi địa chỉ, nhưng mà cái số chứng minh đó đó với cái hình ảnh trên đó là thật, thì anh chị em không có cần phải, không có rắc rối về để mà phải điền lại hay phải chứng minh lại. Thì có số bằng lái không cũng được, hay là chứng minh nhân dân cũng được. Nó có hai cái cột, anh chị em chỉ điền một cột là được rồi. Anh chị em bỏ bằng lái vô thì không cần bỏ chứng minh nhân dân. Mà anh chị em điền chứng minh nhân dân thì không cần bằng lái cũng được. Còn điền hết hai cái thì cũng được luôn. Thì quốc tịch, anh chị em ở nước nào thì anh chị em để quốc tịch nấy, giống quốc tịch Việt Nam, quốc tịch Úc, quốc tịch Mỹ thì anh chị em điền vô. Rồi người giới thiệu. Thí dụ như có ai giới thiệu cho anh chị em trưng cầu dân ý thì anh chị em điền tên người đó vào, còn không thì không cần điền cũng được. Cái đó không có bắt buộc, cái đó chỉ thêm thôi. Giống như anh chị em
biết cái anh nào đó giới thiệu thì anh chị em chỉ điền cái tên người đó thôi. Rồi ở đây có cái khi mà anh chị em điền xong đó thì có câu hỏi là tôi quyết định ủng hộ ngài Tổng thống Đào Minh Quân và đệ tam Việt Nam Cộng hòa giải thể chế độ tà quyền cộng sản và ngăn chặn Tàu Cộng xâm lược. Thì anh chị em đồng ý anh chị em bấm có, anh chị em không đồng ý anh chị em bấm không, đó là tự do. Nhưng mà anh chị em bấm không thì anh chị em không có mã số căn cước, thế đó nói trước. Còn ở dưới cái cột số 2 đó thì nếu quý vị muốn tham gia chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời, xin quý vị điền vào dưới đây để chúng tôi sẽ liên lạc với quý vị. Thì nên đó là anh chị em muốn vào chính phủ thì anh chị em phải điền email vô hay là Facebook hay là số điện thoại thì bên chính phủ mới liên lạc anh chị em được. Còn nếu anh chị em không có vô chính phủ thì anh chị em không cần điền cái đó. Nếu mà chúng ta vào đây chúng ta nghĩ là chúng ta, anh chị em xuống đây thì anh chị em thấy câu hỏi này thì anh chị em muốn vô chính phủ thì anh chị em phải trở ngược lên để điền cái email hay là cái Facebook hay số điện thoại vô. Còn anh chị em không vào thì cái đó không cần thiết, không quan trọng. Thì cái câu số 3 đó là ở đây là tôi xin cam kết thông tin trên đúng sự thật. Thì những cái gì anh chị em điền á, nếu anh chị em điền đúng thì anh chị em bấm có, tức là yes. Thì Phan nghĩ rằng ai điền vô đây chắc cũng ai cũng bấm có, ai cũng bấm yes, không ai bấm không á. Tại vì điền là ai cũng nghĩ là điền thật. Thì hy vọng là anh chị em là người Việt Nam chân chính, có tấm lòng yêu nước khi tham gia trưng cầu dân ý. Thì anh chị em hãy điền đúng tên của mình, đó mới thể hiện là chúng ta là một người Việt Nam yêu nước chân chính. Còn anh chị em bỏ cái tên gì vô trong đó không đúng thì một là anh chị em mà điền không đúng, chắc là Phan nghĩ anh chị em không cần số mã số căn cước. Nhưng mà chúng ta làm như vậy đó thì nói lên cái tâm chúng ta không có thiện. Tại vì chúng ta mà đã nghĩ là làm như vậy là để quấy phá thì rõ ràng là anh chị em là người phá hoại chứ không phải là người thiện. Thì mong rằng anh chị em đã vào cái hệ thống trưng cầu dân ý này đó thì mong là anh chị em là người Việt Nam chân chính, có tấm lòng yêu nước, muốn ủng hộ Tổng thống Đào Minh Quân giải thể chế độ tà quyền cộng sản tại Việt Nam để cứu tất cả người Việt Nam chúng ta thoát khỏi cảnh nghèo đói với sự kìm kẹp của Cộng sản Việt Nam. Đó là cái link trưng cầu dân ý. Thì anh chị em xong, anh chị em bấm gửi đi. Thì bấm gửi đi á, thì nó sẽ nổi lên cái mã số căn cước. Là ở trên này thường là để là tôi đã nhận được phiếu của quý vị. À, đây là số căn cước. Thì anh chị em lấy viết biên xuống, anh chị em cất cái đâu đó thì anh chị em, mấy anh chị em giữ lại để sau này khi mà chính phủ về thì sẽ làm cho anh chị em cái thẻ căn cước. Đó là khi anh chị em xong rồi anh chị em ra khỏi cái trang này thì tất cả thông tin đó gửi đi là biến mất. Thì anh chị em đóng cái trang này lại là không có ai biết cả. Đó là cái hệ thống mà tối tân và hiện đại nhất của chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời. Cái hệ thống này cũng đã chứng minh Tổng thống Đào Minh Quân rất là yêu thương đồng bào Việt Nam của chúng ta, nên nghĩ ra cái cách này là cách an toàn, bảo mật để bảo vệ cho tất cả anh chị em trong cái cuộc đấu tranh đòi lại chủ quyền đất nước Việt Nam. Cái hệ thống trưng cầu dân ý này chưa có ai có cả. Chỉ có chính phủ này mới nghĩ ra cái cách đấu tranh giải trừ tà quyền cộng sản, hệ thống thông minh nhất và hiện đại nhất của chính phủ đệ tam Việt Nam Cộng Hòa. Thì bao nhiêu đó anh chị em cũng chưa biết là Tổng thống rất là thương người dân Việt Nam, muốn bảo vệ an toàn cho người Việt Nam. Dầu Cộng sản biết nhưng nó không làm sao để chung vào cái hệ thống trưng cầu dân ý này để mà biết anh chị em là ai trong đó cả. Nó không có tài để chung vào trong này. Tại đó là cái hệ thống điện toán nó chằng chịt và nó có nhiều cái đường link nó chạy vào đó giống như một kho dự trữ vậy. Thì chúng ta thấy là chính phủ này chưa về nước mà đã có những cái tối tân hiện đại. Thì anh chị em nghĩ khi Tổng thống Đào Minh Quân về nước thì Tổng thống sẽ làm gì cho đất nước Việt Nam của chúng ta? Chắc chắn là hiện đại và văn minh nhất. Tại vì anh chị em nên nhớ Tổng thống Đào Minh Quân đang sống trên một nước tự do. Nước Mỹ là nước cường quốc trên thế giới. Tất cả những gì tối tân hiện đại nhất đều đa số là nằm ở Mỹ. Thì anh chị em muốn đưa đất nước Việt Nam lên một nền văn minh mới, đạo đức, đầy tình người, thì anh chị em phải thay đổi cái nghĩ của mình, tức là loại bỏ Cộng sản Việt Nam.
vượt qua nỗi sợ hãi, đe dọa để chúng ta tiến bước về phía trước một tương lai tươi sáng với nền đệ tam Việt Nam Cộng Hòa do Tổng thống Đào Minh Quân lãnh đạo. Thì bây giờ phải trả lại cho chị Kim, đó là Hoa, hôm nay là Hoa Thái, chị Kim để mà giải thích trưng cầu dân ý. Rồi chị Kim. Cảm ơn chị Hoa. Bây giờ Kim nói tiếp về ngày Mother Day. Thì ngày Mother Day là những người mẹ, nói về những người mẹ, mà những người mẹ đó là những người phụ nữ. Những người phụ nữ chân yếu tay mềm ở đất nước Việt Nam của chúng ta không có may mắn là đã sống trong cái thời chiến tranh gần 100 năm nay rồi, ngoài miền Bắc và trong miền Nam. Cho nên người phụ nữ Việt Nam chịu ảnh hưởng rất là nhiều. Và khi trong thời chiến tranh thì người phụ nữ đã phải xa chồng để mà người chồng phải đi ra ngoài chiến trường. Và trong thời trong cái thời chiến ấy, thì có khi là những người phụ nữ vừa lấy chồng xong, người chồng phải ra chiến trường và tử trận. Cho nên người phụ nữ trở thành quá bụa và thậm chí phải tảo tần nuôi con mà không có chồng. Thường là một đứa con phải được sự nuôi dưỡng đầy đủ của cả cha lẫn mẹ thì cái đứa trẻ đó nó mới phát triển được hoàn chỉnh và được tốt đẹp. Thì những đứa trẻ mà thiếu người cha thì chúng ta thấy rằng cũng rất là thương, rất là tội cho những đứa trẻ. Cho nên trong cái thời chiến tranh của đất nước Việt Nam của chúng ta thì người phụ nữ rất là chịu rất là nhiều thiệt thòi trong chiến tranh. Và những tưởng rằng khi mà không còn tiếng súng nữa thì ở Việt Nam vẫn nghĩ là hòa bình. Cho nên nghĩ rằng thời hòa bình thì sẽ được yên vui, no ấm. Nhưng xin thưa không quý vị, khi mà ngưng tiếng súng rồi thì dân Việt Nam phải trải qua một cái thời sống dưới chế độ cộng sản quá là khổ cực và lầm than. Tại vì người cộng sản không phải là những người, họ chỉ là một nhóm thảo khấu thôi quý vị, là một nhóm ăn cướp. Cho nên cướp nước Việt Nam thì như vậy họ có thương dân Việt Nam đâu. Cho nên lại tiếp tục những người phụ nữ Việt Nam lại phải sống xa chồng nữa. Những người lính Việt Nam Cộng Hòa quay trở về với gia đình thì lại phải đi học tập cải tạo quý vị. Có người khi mà Cộng sản Việt Nam chiếm miền Nam Việt Nam đó thì nói rằng đi học tập cải tạo, cái danh từ rất là mỹ miều, và chỉ có đi chỉ 3 ngày thôi, đem quần áo theo đi 3 ngày thôi, nhưng mà đi mất biệt quý vị. Và có khi thì biết được những nơi mà những người phụ nữ biết được những nơi mà người chồng mình bị tù đến thăm nuôi. Và xin quý vị suy nghĩ thử xem, người vợ ở nhà mà lo cho con cái mà không có người chồng phụ thì như vậy cái tiền đâu mà sống, cơm đâu mà ăn. Cho nên vừa phải nuôi con rồi vừa phải chạy lo từng hạt gạo để sống qua ngày. Từ chỗ đó cho nên cái gia đình nó không có còn được đầy đủ và những đứa trẻ lớn lên lại không được đi học. Đó là cái thảm trạng của đất nước Việt Nam của chúng ta, từ ngoài miền Bắc mà kéo vào tới trong miền Nam. Khi mà chúng ta suy nghĩ sâu xa hơn nữa đó, thì những người cộng sản Việt Nam và những người cộng sản miền Nam rất là tàn ác quý vị. Tại vì họ không có lương tâm, cho nên họ theo một cái chủ nghĩa, mà cái chủ nghĩa đó nó vô thần, cho nên không còn biết gì đạo đức và lương tâm của con người. Họ không có coi thần thánh ra gì và cũng chẳng coi đạo giáo là gì cả. Cho nên từ chỗ đó những cái mái gia đình phải tan nát. Và chúng ta thấy rằng trong số những người phụ nữ đau khổ trong cái thời mà chiến tranh Việt Nam hoặc là sau năm 1975 thì chúng ta thấy có một nhân vật mà cũng phải đau khổ, phải xa chồng mà để hy sinh cho đất nước Việt Nam của chúng ta, đó là phu nhân của Tổng thống Đào Minh Quân đó quý vị. Thì ở đây Kim có một bài thơ của ngài đã cảm tác lên, Kim cũng xin đọc ra đây để cho quý vị cảm nhận được cái tấm lòng của ngài Tổng thống Đào Minh Quân. Mặc dù ngài xa gia đình, bỏ lại vợ con
để mà lo tìm con đường nào để cứu người dân Việt Nam, nhưng Ngài vẫn thương gia đình, thương người vợ rất là yêu quý. Kim xin phép được đọc bài thơ có tựa là Tặng Vợ Hiền. Em là lửa ấm trong tim ta, những lúc bôn ba tạm vắng nhà, sớm hôm chăm sóc đàn con trẻ, trưa tối thăm lo bố mẹ già. Vạn lý hành trình ta vững chí, trăm năm son sắt em an tâm, rồi đây non nước tươi đẹp lại, em với ta chung bước đạo ca. Nam Quán, năm 1992. Thời gian này thì Ngài Tổng thống Đào Minh Quân đã sang Mỹ và Ngài bắt đầu tìm con đường để cứu dân cứu nước. Cho nên trong thời gian này thì Ngài đã vào tịnh tu ở sa mạc Adelanto. Và mặc dù Ngài tịnh tu nhưng Ngài biết rằng sau lưng của Ngài là phu nhân đang lo lắng cho gia đình và nuôi cả mẹ già bệnh hoạn. Nhưng Ngài vẫn ước mơ một ngày được lấy lại đất tổ, không làm khổ dân, thì Ngài và phu nhân sẽ cùng chung bước đạo ca. Ngài có một cái tâm hồn rất là văn nghệ quý vị, cho nên Ngài đặt ra thơ văn và những cái bài hát rất là hay mà Kim cũng đã từng nói. Những bài hát của Ngài hoặc là những bài thơ thì khi đọc lên hay khi hát lên phải kìm xúc động lắm mới có thể đọc được. Thì trong bài thơ này cũng vậy, chúng ta thấy rằng phu nhân là một người phụ nữ rất là can trường, phải vượt qua tất cả những khó khăn thay Ngài Tổng thống Đào Minh Quân để lo lắng cho gia đình, lo cho những người con còn trẻ dại và lo cả cho mẹ già đau ốm. Và một cái điều mà chúng ta phải nhắc đến ở đây là tất cả những người con của Ngài Tổng thống Đào Minh Quân hiện nay đã trưởng thành và trở thành nhân những người có giá trị trong xã hội, và những người con rất là thành đạt, chứ không có phải là chỉ có một mình người mẹ lo lắng cho con mà những đứa con hư hỏng. Cho nên chúng ta ở đây thấy rằng phu nhân thật là tuyệt vời, là một người phụ nữ rất là tuyệt vời. Và người dân Việt Nam của chúng ta phải tự hãnh diện rằng chúng ta còn có một người rất yêu thương đất nước của chúng ta là Ngài Tổng thống Đào Minh Quân, và bên cạnh Ngài là phu nhân đã hy sinh hết lòng hết sức. Mặc dù phu nhân không trực tiếp đến với dân tộc Việt Nam, nhưng phu nhân đã ủng hộ cho Ngài Tổng thống để Ngài yên tâm mà lo cho đất nước. Thì chúng ta thấy rằng dân tộc Việt Nam của chúng ta sắp được cứu quý vị, và chúng ta phải tận dụng hết những gì mà hiện tại đất nước Việt Nam của chúng ta có được để chúng ta không phải rơi vào tay của bọn cộng sản Tàu tàn ác, vô nhân tính, và chúng ta phải trở về với một cái thời đạo đức tuyệt vời cho dân tộc của chúng ta là thời Thượng Nguyên Thánh Đức đó quý vị. Bây giờ Kim ngừng ở đây để trả lại diễn đàn cho chị Hoa. Thì giờ chị Kim cũng mới vừa đọc cái bài thơ của Tổng thống viết cho phu nhân. Thì hôm nay là ngày Mother Day, thì Hoa xin đọc một cái bài thơ Mẹ Tôi của Tổng thống Đào Minh Quân. Cái bài thơ này thì khi mà Hoa chụp hình được từ trong cái quyển tập thơ của Tổng thống, thì Hoa sơ ý đã không có chụp hết cái ngày, tại cái bài thơ nó cũng dài. Thì Hoa không nhớ là cái bài thơ này Tổng thống sáng tác hồi lúc nào. Thì Hoa xin đọc cho anh chị em nghe cái bài thơ Mẹ Tôi, để chúng ta thấy rằng cái người mẹ Việt Nam của chúng ta rất là đau khổ khi xa con cái của mình. Thì cái bài thơ như sau. Cái tựa là Mẹ Tôi. Bóng tiếc tà dương thâm thẳm sâu, mẹ chờ mưa lạnh gối âu sầu. Ầu ơ ngón tẻ tay khô nứt, róc rách tim buồn dạ vá khâu.
con trẻ xa xôi đường cách trở, lòng già mòn mỏi lối ngăn sâu. Từ ngày giặc cộng vào thôn xóm, chẳng nhớ ngày đêm chỉ nguyện cầu. Nhớ con cay đắng ruột bầu, khóc ngày không được gục đầu khóc đêm. Đến nay hố mắt thâm đen, cầu trời mau tối tắt đèn thương đông. Nhớ con thắt ruột trong lòng, nhưng cộng sản biết đừng hòng yên thân. Con đi mẹ nhớ vô ngần, đếm từng giây phút âm thầm trôi xa. Xuân này như những xuân qua, mỏi mòn trong đợi xót xa lệ nhỏ. Nhưng dù mẹ chết mù lò, đấu tranh con nhớ đừng quà giặc kia. Và tin rằng cái bài thơ này Tổng thống viết để tưởng nhớ tới những người mẹ Việt Nam của mình. Và khi đấu tranh để đòi tự do cho Việt Nam, lấy lại chủ quyền đất nước Việt Nam. Nên cái bài thơ cuối, cái câu cuối cùng, đấu tranh con nhớ đừng quà giặc kia. Thì trong cái cuộc đấu tranh này, đối với Cộng sản Việt Nam, không có hòa giải hòa hợp gì cả, mà chỉ có giải thể toàn bộ cái cơ chế Cộng sản Việt Nam. Tức là nhổ tận gốc rễ Cộng sản Việt Nam, thì quê hương Việt Nam mới tươi đẹp lại. Thì anh chị em đã thấy cái bài thơ này đã diễn tả một người mẹ Việt Nam trông chờ những đứa con xa xứ hay là những đứa con đã ra chiến trường. Khóc đêm không đủ gục đầu khóc đêm. Khóc ngày không đủ gục đầu khóc đêm. Phải tin chắc rằng rất là nhiều người mẹ Việt Nam trong thời chiến tranh hay là sau khi Cộng sản cướp miền Nam năm 1975, tất cả người mẹ Việt Nam đã từng khóc như vậy. Chính là mẹ của Pha cũng vậy. Khi mà Pha rời bỏ đất nước Việt Nam đi lánh nạn Cộng sản, thì cha mẹ của mình không biết rồi đây con của mình nó đi về đâu. Anh chị em biết là chúng ta khi mà lên cái con thuyền nhỏ lên đên trên biển, chúng ta không biết rồi tương lai sẽ về đâu. Nếu may mắn chúng ta đến được bến bờ tự do như hôm nay, nhưng mà có rất nhiều anh chị em, đồng bào của chúng ta đã chết trên biển hay là chết trong tù khi Cộng sản bắt. Và có khi ghe bị sóng dập gió dồn bão tố thì đã chìm đắm dưới biển khơi và tấp đi bất cứ nơi nào mà thân xác không biết rồi sẽ về đâu. Thì tất cả những người mẹ Việt Nam khi biết con mình đi trốn chạy Cộng sản là đã biết cầu trời khẩn khoản mà thôi. Nên ở trong bài thơ này cũng có: chẳng nhớ ngày đêm chỉ nguyện cầu. Cầu cho những người con ra chiến trường không có bị chết để được trở về. Cầu cho những người con lên đên trên biển được bến bờ, được vào bến bờ tự do. Còn bây giờ có những người mẹ khóc cho những đứa con mà bị Cộng sản Việt Nam đánh đập tới chết, hay là xử quan những cái án quan. Tất cả những cái gì những mà một tấm lòng người mẹ chỉ thể hiện qua được nước mắt mà thôi, và cầu nguyện trời Phật mà thôi. Đối với những người mẹ yếu đuối như vậy thì anh chị em nghĩ là làm gì được? Khi Cộng sản Việt Nam đánh chết một người trả về, thì đối với những người mẹ và những người vợ là những người phụ nữ biết làm gì, anh chị em nghĩ đi. Nói lên cũng càng nói lên có thể bị chết thêm nữa, thì làm gì được đây?
Như hôm nay Pha thấy ở trên mạng Facebook có một thanh niên gì đó mà nói là giết người, nhưng mà tất cả mọi người xuống đường ở trong nước là nói là Cộng sản Việt Nam đã xử oan. Khi cái vụ án đó 2008 cho đến nay, hình như là em là Hồ Di Hải thì phải. Thì Pha thấy người mẹ của cậu ta đã đi qua tới Thái Lan để mà kêu cứu quốc tế, để mà cứu thoát khỏi cái án mà tử hình mà Cộng sản Việt Nam đã đưa ra. Thì anh chị em thấy tới tấm lòng của người mẹ như thế nào? Nếu tất cả những người thanh niên trẻ dầu sơ suất chuyện gì, mình ở đây mình không nói cái tội, tại vì con người nếu có tội thì phải được xử công bình đàng hoàng, chứ không phải mời lên rồi thảo ra rồi người ta không khai thì đánh cho người ta tới chết. Cái đó không phải là một cái thể chế mà biết thương người. Chúng ta sống trên một đất nước phải có luật lệ đàng hoàng. Có nhiều khi ở nước Úc này anh chị em có tin người ta giết người nhưng người ta cũng không có tử hình. Người ta có thể kêu án chung thân chứ không có tử hình. Đó là người ta coi trọng mạng người, nhưng đối với Cộng sản Việt Nam thì đánh lỡ đánh cho người ta chết. Tại vì họ không có tấm lòng thương người. Khi mà họ đưa tay lên họ đánh thì họ muốn đạt tới mục đích của họ. Một là ta đánh cho mày chết là tại vì mày không khai. Như vậy thì nó đâu còn cái lực lệ, cái lương tâm con người nữa. Không lẽ như là đi đánh bài, thí dụ như vậy, như một cái em gì bữa nay Pha ta thấy cái clip video đó, đánh bài thì có đáng chết không vậy? Ở xứ tự do giết người người ta còn cho chung thân chứ không có giết nữa. Thì đối với cái em gì mà Hồ Di Hải gì mà đang kêu oan khắp nơi đó, chạy kêu người mẹ kêu oan khắp nơi đó, mình không có coi những cái clip đó. Tại vì đã 2008 tới giờ mình không biết chuyện gì, mình chỉ nghe nói là họ kết án oan mà thôi. Thì tất cả những người trai trẻ rường cột của đất nước hầu như bây giờ đã lâm vào cái cảnh anh chị em thấy không? Có người bị tù đày, có người bị chết, và những người mẹ, những người vợ, cô di quả phụ, những người mẹ khóc như cái bài thơ này. Khóc ngày không đủ, gục đầu khóc đêm. Khi Pha nói Pha cũng không có kìm được nước mắt, tại vì Pha là phụ nữ thì cũng là người mẹ của những đứa con của mình, nên Pha hiểu được cái tâm trạng của một người mẹ. Người mẹ nào cũng thương con cả. Cũng có một vài người mẹ không có thương con, nhưng mà đó cái hoàn cảnh nó đưa đẩy. Vì cái nghiệp lực gì đó chúng ta không hiểu được. Nhưng mà đa số là người mẹ rất là thương yêu con. Đó là cái nguyên nhân tại sao mà Tổng thống Đào Minh Quân phải thành lập Hội Phụ Nữ Việt Nam Tân Dân Chủ Toàn Cầu. Để cái hội phụ nữ này sau khi khôi phục lại nền đệ tam Việt Nam Cộng Hòa trên quê hương Việt Nam, để đem tất cả những tình thương, những gì mà người phụ nữ Việt Nam chúng ta đã bị Cộng sản đối xử bất công, đối xử không tốt, để đem lại cái lòng tin, cái tình thương đó để bù đắp cho tất cả người phụ nữ Việt Nam. Anh chị em có thấy những người phụ nữ đi làm thuê làm mướn khắp nơi trên thế giới, những người phụ nữ đi bán làm ô xin hay là đi làm gái khắp nơi, anh chị em có thấy cái nỗi nhục của người phụ nữ Việt Nam hay không? Đó là cái nguyên nhân mà Tổng thống Đào Minh Quân, ngoài cái khôi phục nền đệ tam Việt Nam Cộng Hòa, lấy lại chủ quyền đất nước Việt Nam cho người Việt Nam làm chủ, thì khôi phục lại cái danh dự cho người phụ nữ Việt Nam, cái giá trị mà người Việt Nam, phụ nữ Việt Nam của chúng ta phải có và cần phải có. Nếu anh chị em có tấm lòng thì hãy cùng Tổng thống giải thể Cộng sản Việt Nam.
và tất cả chị em phụ nữ Việt Nam của chúng ta hãy mạnh mẽ tiến bước, hãy mạnh mẽ đứng lên làm một người phụ nữ, đòi lại những gì mà chúng ta đã mất, những gì mà người phụ nữ Việt Nam của chúng ta bị thế giới khinh rẻ, những gì mà người phụ nữ Việt Nam bị cộng sản chèn ép, trù dập, đưa đến cảnh đói nghèo. Thì chi chúng ta đói nghèo thì cái gia đình của chúng ta không có hạnh phúc. Thì không có hạnh phúc thì dẫn đến những đứa con không được hạnh phúc và không được may mắn nuôi nấng đàng hoàng. Còn những người chồng mà đã chết oan, chết ức cũng bỏ lại những đứa con rất là đau thương. Nên phải kêu gọi tất cả phụ nữ Việt Nam hãy mạnh mẽ lên, tham gia trưng cầu dân ý, cũng như tham gia chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời để Tam Việt Nam Cộng Hòa do Tổng thống Đào Minh Quân lãnh đạo. Pha là Việt và chị Kim cũng là một thành viên của Hội Phụ Nữ Việt Nam Tân Dân Chủ Toàn Cầu. Nếu anh chị em muốn tham gia chính phủ trưng cầu dân ý mà có thể không hiểu gì thì liên lạc với Pha và chị Kim sẽ hướng dẫn anh chị em vào Hội Phụ Nữ để chúng ta cùng nhau xây dựng lại một đất nước, xây dựng lại một Hội Phụ Nữ Việt Nam Tân Dân Chủ Toàn Cầu, tức là một hội phụ nữ phải có tiếng trên thế giới, phải đưa tất cả những gì mà người Việt Nam, người phụ nữ Việt Nam chúng ta, những văn minh, tiến bộ, đạo đức để lấy lại cái giá trị của người phụ nữ Việt Nam mà Cộng sản Việt Nam đã hủy hoại và đã làm cho tổn thương từ thể xác đến tinh thần. Thì bây giờ Pha xin mời anh chị em cùng nghe một clip video mới của Hội Phụ Nữ, tức là cái đài của Hội Phụ Nữ Việt Nam Tân Dân Chủ Toàn Cầu, do một đồng nhiệm đã viết một bài để kêu gọi tất cả phụ nữ Việt Nam. Thì Pha xin mời tất cả. Cộng Hòa.
Kính chào quý đồng bào Việt Nam thân thương trong và ngoài nước. Hôm nay, Julia xin đọc lời kêu gọi tham gia Hội Phụ nữ Việt Nam Tân Dân Chủ Toàn Cầu của Đại tăng Việt Nam Cộng Hòa. Kính thưa quý bác, cô, dì, chị, em. Đất nước chúng ta đã trải qua những cơn đau thương nghiệt ngã của nhiều năm dài chiến tranh do Cộng sản quốc tế Nga, Tàu và tay sai Cộng sản Việt Nam gây ra. Ngoài hàng triệu người mẹ Việt Nam từ cả hai miền Nam và Bắc đã phải khóc than đau đớn cho các con, các cháu là những người lính Việt Nam Cộng Hòa và là những người bộ đội Cộng sản miền Bắc, Cộng sản miền Nam đã bỏ mình trong cuộc chiến 20 năm tàn khốc mà nguyên nhân chủ yếu là do Tàu Cộng đã cài cắm một tên gián điệp người Tàu dưới tên là Hồ Chí Minh với mưu đồ nhuộm đỏ Việt Nam bằng chủ nghĩa phi nhân tính Cộng sản, thì chúng ta cũng không quên rằng sau lưng những người mẹ đó là những người vợ, những người em gái, những người con gái chân chính cũng đã bị Cộng sản Việt Nam lừa gạt, lợi dụng và đối xử phân biệt trong gần 75 năm tại miền Bắc và gần 45 năm tại miền Nam. Tại miền Bắc, từ sau thời gian Hồ Chí Minh cướp chính quyền từ Thủ tướng Trần Trọng Kim, thì cái đó là những cuộc thảm sát tàn bạo như cải cách ruộng đất đã sát hại gần 200.000 tầng lớp nhà giàu và trí thức miền Bắc. Trong đó, người phụ nữ miền Bắc cũng đã bị lợi dụng lòng yêu nước như bà Cát Hanh Long. Rất nhiều phụ nữ bị cưỡng chế nhân phẩm vô cùng trầm trọng. Trong đó, có rất nhiều cô gái trẻ từ miền Bắc và biết bao cô gái dưới tuổi vị thành niên tập kết từ miền Nam đã bị biến thành công cụ phục vụ tình dục cho tên lãnh tụ đầy thú tính Hồ Chí Minh và cả tập đoàn tay sai của hắn. Tại miền Nam, Cộng sản Bắc Việt và Cộng sản miền Nam, Việt Cộng, dưới sự chỉ đạo của Cộng sản Tàu, đã dùng biết bao chiêu bài khủng bố, tàn bạo, điển hình là Tết Mậu Thân tại Huế, đã thảm sát, chôn sống khoảng 5.000 người miền Nam vô tội ở mọi tầng lớp. Sau khi bị Cộng sản Việt cưỡng chế vào tháng 4 năm 1975, thì câu nói rất man rợ, vô liêm sỉ của Đỗ Mười, một tổng bí thư của Đảng Cộng sản Việt Nam, đã lót đường cho một thời đại tăm tối, khổ nhục đối với binh sĩ Việt Nam Cộng Hòa và gia đình của họ. Đó là giải phóng miền Nam, chúng ta có quyền tịch thu tài sản, trưng dụng nhà cửa, hãng xưởng, ruộng đất chúng nó, xe chúng nó ta đi, vợ chúng nó ta lấy, con chúng nó ta bắt làm nô lệ, còn chúng nó thì ta đẩy đi kinh tế mới, là nơi rừng sâu, nước độc, chúng nó sẽ chết lần mò. Và kính thưa quý vị, đến hôm nay, sau hơn 44 năm, Cộng sản Việt Nam nói rằng đất nước đã thống nhất, không còn chiến tranh, nhưng người dân vẫn bị đánh đập, bị trù dập, bị đe dọa, bị cầm tù, phụ nữ thì bị bán làm nô lệ tình dục dưới nhiều hình thức trên khắp thế giới. Thanh niên thì phải tháo chạy làm nô lệ khắp mọi nơi, dưới mỹ từ xuất khẩu lao động. Biết bao người dân bị tước đoạt tài sản, bị cướp đất và thậm chí vẫn bị cắt cổ, sát hại một cách man rợ chỉ vì dám nói lên nguyện vọng muốn được đối xử như một con người và ước mơ có được cuộc sống công bằng, ấm no, hạnh phúc. Chúng ta hãy nhìn riêng vào hiện trạng của người phụ nữ Việt Nam một cách chân thật rằng là người phụ nữ quốc nội đang đi vào giai đoạn khủng hoảng nhân phẩm trầm trọng chưa từng có trong lịch sử Việt Nam. Đó là việc bị cưỡng chế nhân phẩm và bán thân dưới nhiều hình thức ở khắp nơi trên thế giới. Cách đây vài năm, trên một chuyến bay từ Đài Loan về Việt Nam, tôi đã tình cờ ngồi kế bên một cô gái Việt Nam đã bán thân mình dưới hình thức lấy chồng Đài Loan để giúp tài chính cho gia đình. Và sau 5 năm tại Đài Loan, trên chuyến bay cùng với tôi là lúc cô đang thực hiện cuộc trốn chạy trở về nước
vì cuộc sống quá tồi tệ và bế tắc. Tôi làm việc cùng với một cựu quân nhân Mỹ mà mỗi năm đến tháng 11, ông luôn có một chuyến đi sang Lào để giúp hội giải cứu phụ nữ bị bán làm nô lệ tình dục, trong đó đa phần là phụ nữ trẻ Việt Nam. Đài BBC năm 2017, Hội đồng Hồng Thập Tự của Đức đã phát hiện 70 cô gái trẻ Việt Nam mang thai của người Đức để có thể được tị nạn tại Đức. Ngoài ra, còn vô số những trường hợp phụ nữ trẻ và em gái bị bắt cóc để làm nô lệ tình dục tại tàu mà ngay cả báo chính thống tại Việt Nam vẫn thường xuyên đăng tải. Tổng thống Đào Minh Quân đã nhìn thấy những vấn nạn này từ 30 năm về trước và Ngài cũng đã đặt hy vọng rằng chỉ có những người phụ nữ Việt Nam chúng ta mới có thể tự giải thoát chính bản thân mình cũng như vấn nạn đất nước. Cho nên, Ngài đã phát họa quốc huy có hình tượng của một người phụ nữ Việt Nam và dưới hiện trạng vô cùng trầm trọng của đất nước Việt Nam như hiện tại trong một phiên họp FCC Free Conference Call vào ngày 18 tháng 5 năm 2019 kéo dài gần 5 tiếng đồng hồ dưới sự hiện diện của đông đảo thành viên phụ nữ của Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời để tang Việt Nam Cộng Hòa từ các nước Mỹ, Úc, Canada, Đức, Pháp, Na Uy, Thụy Sĩ và Việt Nam. Tại phòng họp này, Tổng thống đã tuyên bố thành lập Hội Phụ nữ Việt Nam Tân Dân Chủ Toàn Cầu dưới sắc lệnh số 001/TT/20190518 với tiêu chí căn bản là bảo vệ phục hồi danh dự, nâng cao giá trị phẩm hạnh và trả lại vị trí xứng đáng trong xã hội cho người phụ nữ Việt Nam. Đồng thời kêu gọi phụ nữ Việt Nam trên toàn thế giới cùng chung tâm huyết giúp sức hỗ trợ cho Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời để tan Việt Nam Cộng Hòa với những mục tiêu sau đây. Thứ nhất, phổ biến rộng rãi cho người Việt Nam trên toàn cầu mục đích và phương thức của việc trưng cầu dân ý trực tuyến trên mạng Internet trong công cuộc giải thể các cơ chế của cái gọi là Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam để hoàn thành mục đích và cứu cánh của Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời để tan Việt Nam Cộng hòa là lấy lại đất tổ, không làm khổ dân. Thứ hai, phổ biến rộng rãi thông tin chính xác, trung thực về lịch sử hình thành và hoạt động của Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời và về hiến pháp của Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa với tứ quyền phân lập đến đồng bào Việt Nam trong và ngoài nước để đồng bào Việt Nam có thể hiểu rõ chủ trương, đường lối, quyền lợi của người dân và chính sách khoan hồng của Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa. Đó là bỏ cộng còn Việt, Việt không giết Việt, đồng thời truyền tải tiểu sử chân thật và phương thức tâm trị của Tổng thống Đào Minh Quân để làm nền tảng cho chính lược duy thật lật cộng. Thứ ba, hỗ trợ Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời để tan Việt Nam Cộng Hòa với sự phối hợp của Chính phủ Hoa Kỳ, Liên Hiệp Quốc và các nước Liên minh châu Âu để thực hiện những chương trình kiến thiết đất nước trên mọi miền đất nước, đặc biệt cứu giúp đồng bào trong những vùng sâu, vùng xa thoát khỏi cảnh nghèo khổ, thiệt thòi dưới sự áp bức của Cộng sản Việt Nam trong gần 75 năm qua. Thứ tư, hỗ trợ Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời để tan Việt Nam Cộng Hòa trong chương trình tìm kiếm phụ nữ nói riêng và người dân Việt Nam nói chung hiện đang lưu lạc, làm nô lệ khắp nơi trên thế giới, giúp họ trở về nước để khôi phục lại nhân phẩm, khôi phục lại khả năng, trí tuệ, trí huệ, nền tảng văn hóa của dân tộc Việt Nam và để cùng chung tay đóng góp trong công cuộc tái thiết, xây dựng và khôi phục lại sự thịnh vượng, văn minh, tiến bộ cho quê hương Việt Nam. Thứ năm,
hỗ trợ chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời để tan Việt Nam Cộng Hòa trong các công tác xã hội ở mọi lĩnh vực cần thiết cho đất nước, song song với việc hướng dẫn, dạy dỗ các thế hệ con cháu từ trong mái ấm gia đình ra đến xã hội, đặt căn bản trên tinh thần tổ quốc, danh dự, trách nhiệm và đi theo một nền giáo dục nhân bản, dân tộc và khai phóng. Sau cùng, tôi phải khẳng định rằng dân tộc Việt Nam chúng ta quả thật là vô cùng may mắn để có được một vị cứu tinh như Tổng thống Đào Minh Quân, người mà 29 năm qua đã dâng hiến cả trí tuệ, cuộc đời, sự nghiệp, gia đình, tài sản cho công cuộc đấu tranh dài lâu, đầy tri thức và nhẫn nại này, hòng lấy lại toàn vẹn đất tổ đang nằm dưới họa diệt vong, hán hoán của Tàu Cộng, cũng như mang trả lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc, thanh bình mà người dân Việt Nam phải được nhận, mà sẽ không tốn một viên đạn, đồng thời tránh thảm cảnh người dân phải bị đắm chìm trong biển máu. Là con của một cựu quân nhân quân lực Việt Nam Cộng Hòa, một quân lực đã vì nước hy sinh, vì dân chiến đấu kiên cường suốt hai thời đệ nhất và đệ nhị Việt Nam Cộng Hòa. Hôm nay, đứng dưới màu cờ tổ quốc, đứng dưới vong linh của các vị quốc vong thân và hồn thiêng sông núi, tôi chân thành kêu gọi tất cả cô, bác, chị, em trên toàn thế giới hiện có khả năng, trí tuệ và có trái tim khắc khoải hướng về quê hương đất nước Việt Nam thân thương. Hãy cùng chung tay góp sức với chúng tôi là hậu duệ của nền đệ tam Việt Nam Cộng Hòa, là thành viên của Hội Phụ Nữ Việt Nam Tân Dân Chủ Toàn Cầu. Hãy nắm lấy tay chúng tôi để sớm hoàn tất công cuộc lấy lại đất tổ, không làm khổ dân, tái thiết đất nước để mau đi đến bước khải hoàn, đem lòng nhân ái, vị tha để mang dân tộc Việt Nam hòa đồng về một mối, xây dựng một nước Việt Nam có hòa bình, hạnh phúc, dân chủ, cơm no, áo ấm và quyền con người được tôn trọng. Trân trọng cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Kính chúc quý vị luôn an lành và hạnh phúc. Thì anh chị em đã nghe một cái bài viết để kêu gọi tất cả phụ nữ Việt Nam của chúng ta cùng nhau giải thể Cộng sản Việt Nam để mà Tổng thống Đào Minh Quân trở về, để cho người phụ nữ Việt Nam của chúng ta có một tiếng nói mạnh trên trường quốc tế, cũng như đòi lại tất cả những gì mà người phụ nữ Việt Nam đã mất. Cô đã đọc cái bài đó, cô là một người con của một người sĩ quan quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Cô là một kỹ sư về điện toán. Nhưng mà cô nhận thức được cái trách nhiệm của một người phụ nữ Việt Nam, cũng như Pha và chị Kim. Không muốn nhìn thấy cái cảnh những người phụ nữ ở trong nước bị chà đạp, bị bần, sống bần cùng với xã hội, lam lũ để mà chạy gạo từng ngày, để mà lo cho những đứa con trẻ dại, từ còn đi học cho tới bậc đại học. Nếu anh chị em là người Việt Nam, nhất là chị em phụ nữ, khi không biết là anh chị em khi nghe cái bài viết, anh chị em có đánh động lương tâm của mình hay không? Nếu anh chị em còn có một trái tim, thì Pha tin chắc rằng anh chị em sẽ hiểu. Sẽ có một lúc anh chị em ngồi suy ngẫm lại, tại sao những người phụ nữ ở hải ngoại, những thành viên của chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời đệ tam Việt Nam Cộng Hòa phải kêu gọi người phụ nữ Việt Nam hãy đứng dậy noi gương các bậc tiền nhân, các bậc nữ lưu như bà Trưng và bà Triệu, để làm gì?
để chúng ta cứu lấy dân tộc Việt Nam của chúng ta. Cứu nhiều thế hệ sau nữa. Chắc chắn những người phụ nữ Việt Nam ai cũng có con cả. Không có ai mà không có con. Thì có phải chúng ta đứng lên đòi lại quyền làm người là chúng ta cứu luôn những đứa con của chúng ta hay không? Nếu Nam Nhi cùng với Hội Phụ Nữ Việt Nam Tân Dân Chủ, nam nữ hợp lại thì chuyện gì làm cũng xong. Mà nếu người nam có cái trách nhiệm của người nam, phụ nữ có cái trách nhiệm của phụ nữ, nên Pha cũng một lần nữa kêu gọi tất cả chị em phụ nữ trong và ngoài nước, hãy cùng Hội Phụ Nữ Việt Nam Tân Dân Chủ toàn cầu, chúng ta mạnh mẽ lên, tham gia trưng cầu dân ý, tham gia chính phủ, để chúng ta cùng với Tổng thống Đào Minh Quân trở về tái thiết đất nước, để đem tất cả cái quyền lợi của người phụ nữ trở về trên quê hương. Và sau đó, chúng ta sẽ phát triển Hội Phụ Nữ Việt Nam Tân Dân Chủ toàn cầu trên toàn thế giới. Anh chị em đã thấy cái tên Hội Phụ Nữ Việt Nam Tân Dân Chủ toàn cầu, thì anh chị em phải biết là nó sẽ phát triển khắp thế giới. Thì anh chị em thấy cái tiếng nói của người phụ nữ để Tam Việt Nam Cộng Hòa có mạnh trên trường quốc tế hay không? Sau này, người phụ nữ Việt Nam phải là những người mà được thế giới kính trọng. Nền đạo đức, văn minh tiến bộ được khôi phục lại. Thì người Việt Nam, người phụ nữ Việt Nam sẽ được kính trọng. Và tin là ngày đó sẽ đến. Chúng ta thấy những cảnh bất công đó mà chúng ta không có động lòng và chúng ta không mạnh mẽ thì chúng ta không bao giờ có một tương lai tươi sáng cả. Bây giờ thì Pha sẽ tiếp tục đọc lại, giải thích lại 11 điều mà một người nô bộc của dân mà do Bộ Tư lệnh Chiến lược Toàn quốc viết ra. Công bộc của dân. Thì tại sao mà Pha nói người phụ nữ Việt Nam sau này sẽ được kính trọng, sẽ được khắp nơi trên thế giới coi trọng, kính trọng là tại vì những thành viên của Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời để Tam Việt Nam Cộng Hòa là những người có đạo đức, có nhân cách. Thì những thứ đó đó, thế giới mới kính trọng. Tại vì cả thế giới này ai cũng muốn cho người đàn bà được người ta tôn vinh là những người đàn bà công ngôn, nhung hạnh, đạo đức, đầy tình người. Chứ không có ai muốn những người đàn bà mà người ta kêu bằng cô thủy đó. Mà phải thấy bây giờ có nhiều người đàn bà thấy ác lắm, kết nối những cái đường dây để mua bán phụ nữ, lấy tiền trên xương máu của người khác. Thì những người đó không phải là người phụ nữ để người ta kính trọng, mà những người đó là những mụ vô thủy. Thì cái việc gì cũng vậy, mình làm cái gì mình phải trả bằng một giá. Và tin chắc vậy, lực nhân quả không có sai chạy vào đâu cả. Chúng ta làm thì chúng ta phải gánh chịu và chúng ta phải trả một giá xứng đáng với những gì chúng ta làm. Chúng ta làm phước thì chúng ta gặp phước, chúng ta làm thiện, làm ác thì chúng ta sẽ gặp ác. Lực nhân quả không trừ một ai cả. Thì hai ngày trước đó, Pha và chị Kim đã nói tới câu giải thích câu thứ tư. Thì bây giờ Pha không có đọc lại tại vì nó cũng dài, nếu mà chúng ta đọc lại đó thì nó cũng mất thời giờ, nhưng mà phải chỉ đọc lại là cái bài này từ Bộ Tư lệnh Chiến lược Toàn quốc, quan điểm công bộc của dân, những người chân chính, quang minh. 11 điều này là cái để cho tất cả quý đồng nhiệm trong Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời để Tam Việt Nam Cộng Hòa áp dụng
để sửa đổi trở thành những người Việt Nam chân chính quang minh. Đó là tại sao mà phải nói là hội người phụ nữ Việt Nam sẽ được kính trọng. Nếu mà tất cả người phụ nữ Việt Nam có thể học hết những gì mà Tổng thống Đào Minh Quân đề ra, thì phải bảo đảm với anh chị em, người ta sẽ cúi đầu kính phục người phụ nữ Việt Nam. Pha cũng sẽ ráng cố gắng để làm một người Việt Nam chân chính. Thì bắt đầu có tổng cộng là 11 câu. Thì hai ngày trước đã nói tới câu thứ tư, thì bây giờ chúng ta nói tới cái câu thứ năm. Biết quý trọng thời gian của người khác, công bộc của dân là người chính trực, nên luôn biết ơn thời gian và công sức của người khác dành cho họ, nên không bao giờ muốn người khác phải chờ đợi mình. Thì thường là chúng ta nói là nhớ đi làm ơn đi đúng giờ, mà pha thấy người Việt Nam của chúng ta thì đa số là đi trễ giờ, đi đám cưới là ngồi chờ đói chết luôn. Cái đó là cái mà khó mà chúng ta khắc phục được. Thì ba nghĩ rằng tất cả chúng ta biết quý trọng người khác, quý trọng thời gian, thì chúng ta hẹn cái gì thì chúng ta đi đúng giờ, và chúng ta làm hứa cái gì thì chúng ta cũng phải làm đúng như vậy mới đúng là người chính trực. Thì cái này không biết là chị Kim mà như thế nào, thì pha đó thì pha cũng ráng cố gắng, chứ nhiều khi cũng trễ vài phút vì công ăn việc làm. Thí dụ như bây giờ nói nhiều khi mình đi làm mà xe nó hư giữa đường sao, cái đó làm sao giữ đúng lời, nhưng mà mình sẽ cố gắng khắc phục những cái chuyện đó, là mình đi sớm hơn chút nữa nó có hư mà vẫn kịp. Thì bây giờ đó là câu số 5. Thì câu số 6 là biết trân quý thành tựu của người khác. Thì ở trong 18 điều sư niệm cũng có là cái câu mà gan tị đó, tức là chúng ta thấy người khác thành tựu đó, thì chúng ta thấy ghét và chúng ta ganh tị. Thì ở đây câu số 6 đó, người chính trực sẽ luôn trân quý, trân trọng và quý báu những nỗ lực xứng đáng của các thành viên, không bao giờ che giấu những thành tựu và cũng không phán xét người khác. Thì nếu mà pha thấy chị Kim lên chức mà pha chúc mừng cho chị Kim, mà pha không có ganh là chị Kim sao mà được lên chức, pha không được lên chức. Thì như vậy, nếu mà pha nghĩ được như vậy đó, thì pha chúc mừng chị Kim là pha đã áp dụng cái câu số 6 rồi hả chị Kim, đúng không? Thì còn ai giàu, anh chị em giàu, anh chị em trúng số, pha chúc mừng cho anh chị em. Anh chị em giàu có pha cũng chúc mừng. Anh chị em đổ đạt được công danh thì pha cũng chúc mừng. Như vậy là pha đã áp dụng câu số 6 này ha, mà chắc được không sao. Tại vì mình không có gì những cái danh lợi, mình không ham danh lợi tiền tài chức vụ thì mình sẽ không bao giờ mà ghen tị với người khác đâu. Pha tin chắc là như vậy, tại vì người đó không có muốn mà. 11 đấy, nó xong cái đó. Thì bây giờ câu số 7. Câu số 7 là biết khiêm tốn. Thì bây giờ thôi thì pha cũng đọc, pha giảng tới đâu thì hãy tới đó. Một công bộc của dân không bao giờ tự cao tự đại, mà luôn sẵn sàng giúp đỡ người khác khi có thể. Và thay vì kiêu ngạo do công trạng hay say xưa trong chiến thắng, thì họ luôn cảnh tỉnh bản thân, có ý thức thừa nhận lỗi của mình, cũng như cố gắng nhiều hơn để tự cải thiện bản thân. Thì pha thấy khiêm tốn là giống như pha đã từng nói là cái ly nước mà nó lưng thì chúng ta đổ vào được, chứ chúng ta không có khiêm tốn. Nói nếu mà chúng ta nói chúng ta cái gì cũng giỏi thì không ai chỉ mình hết á, mà tự cao tự đại đó thì thường là thất bại. Thì pha thì cũng sẽ khắc phục, và không biết chị Kim ráng cố gắng nha. Trong cái khiêm tốn này đó quý vị, thì Kim cũng có học được một cái, trong khi mà đi đưa con đi học đó, thì có quen với một vị đó là teacher aide ở trong trường học đó. Thì chị đó là người Việt, thì chỉ đứng nói chuyện với Kim có một hai câu thôi, nhưng mà Kim học được chị đó một câu như thế này. Chị nói là người cao thì tôi cũng tiếp xúc để tôi học hỏi những cái hay của người ở mức cao hơn mình, còn những người thấp hơn mình
thì tôi cũng tiếp xúc để tôi học hỏi những cái của những cái người đó, tại vì những người mặc dù người ta thấp nhưng mà tự người ta cũng có những cái hay lắm quý vị. Hoặc là những người mà xứng đáng để mình học thì không có nói làm gì, nhưng mà có những người xấu á, thì chị ấy cũng tiếp xúc để xem coi người ta xấu cái gì và người ta làm lỗi gì. Thì khi mà chị thấy được á, thì chị ta nói là mình thấy người ta làm những cái lỗi đó thì mình rút kinh nghiệm, mình đừng bao giờ làm. Như vậy là chị ấy học được những cái lỗi của người khác luôn. Tất nhiên thấy người ta làm những lỗi đó, mình phải tiếp xúc để mình học hỏi, chứ không phải là mình thấy những người đó xấu rồi mình xa lánh những người đó. Như vậy thì những người đó người ta cũng có cơ hội để người ta làm được điều tốt. Thành ra Kim học được những người mà người ta có những cái nhận xét rất là sâu sắc, thì mình cũng bắt chước những điều đó. Cho nên mình thấy những cái sai của người khác, mình thấy người ta làm những điều sai thì mình cũng phải nghiệm ở trong lòng mình là mình không làm như vậy. Hoặc là những người mà tới đối xử với mình không tốt thì mình cũng nhìn ra được rằng người ta đối xử với mình không tốt, mình thấy như vậy mình cảm thấy bị xúc phạm, nhưng mà mình phải nghĩ ngược lại là mình sẽ không làm cái điều này với người khác. Thì cái đó là những cái mà Kim đã học được, cho nên là cũng nói ra đây với quý vị là mình biết khiêm tốn những gì mà mình đang có, và mình phải học hỏi những gì mà mình cảm thấy mình còn sai sót thì mình phải học hỏi để mình chỉnh sửa mình. Thì đó là cái phần mà Kim thấy được như vậy, thì cũng nói ra đây cho quý vị cô dì chú bác hiểu được trong cuộc sống của mình nó rất là phức tạp quý vị. Không phải là tất cả những người xung quanh mình đều hoàn chỉnh hết. Và khi mà mình được một cái điều gì mà mình thấy là mình mãn nguyện đó, thì mình lại tự cao, tự đại, rồi mình tự hào. Thì như vậy là chẳng khác nào mình tự cho mình đi xuống trở lại. Tại mình đang ở cái mức mà mình đã hoàn chỉnh được, thì mình phải còn học hỏi thêm những cái điều khác nữa. Chứ Việt Nam mình có cái câu rất là hay, đó là 70 chưa gọi mình lành, quý vị. Cái câu đó nó có hai nghĩa. Thứ nhất là 70 tuổi thì chưa chắc cái người mình được lành lặn. Nhiều khi mình gặp một cái tai nạn nào đó thì mình cũng không lành lặn. Cái nghĩa thứ hai là nghĩa bóng, là 70 tuổi đừng có nghĩ là mình lớn tuổi rồi tất cả cái gì mình cũng làm đúng. Thậm chí có khi là mình phải học hỏi những đứa nhỏ nữa. Tại vì nghe những đứa nhỏ nói những cái lời chân thật của nó thì mình mới thấy là mình sẽ học hỏi được những cái đứa đó, mặc dù nó nhỏ, cái tuổi nó nhỏ, nhưng mà nó nói những cái điều mình thấy hay thì mình cũng phải học hỏi luôn. Chứ không có nghĩ là mình cao kỳ quá rồi mình không có nghe, không có lắng nghe những đứa nhỏ nó nói. Thì khi mình lắng nghe mình sẽ thấy được cái tâm trạng hoặc là những cái suy nghĩ của đứa nhỏ, nó theo cái tuổi của nó, nhưng mà với cái tuổi của nó mà nó nói được những cái điều hay như vậy thì mình cũng cảm thấy là mình học được những cái điều của đứa nhỏ mà nó còn nói được như vậy. Nhiều khi mình lớn mà mình lại nghĩ là những cái điều cao xa dữ lắm, rồi tới chừng mà mình coi thường những đứa nhỏ. Cho nên là khi mình thấy những đứa nhỏ nó nói những điều đó giống như là nó thức tỉnh mình sẽ không làm những cái điều mà mình nhìn cao quá đó, rồi mình lại không thấy những cái đứa nhỏ nó đang cần gì, nó đang muốn gì. Thì đó là những cái mà Kim cũng đã học hỏi được. Cho nên là chúng ta là những người Việt Nam thì chúng ta cũng phải học những cái điều hay là phải mà Ngài Tổng thống Đào Minh Quân đang cố gắng để cho đạo đức của con người Việt Nam của chúng ta trở về những cái thời của cha ông chúng ta đã để lại cho chúng ta, tổ tiên đã để lại. Cho nên từ hôm nay thì chúng ta đã có một vị cứu tinh cho dân tộc của mình. Ngài đã hết lòng, hết sức để dạy cho chúng ta những bài học rất là hay. Và chị Pha và Kim và tất cả những người con dân Việt Nam chúng ta phải lấy đó làm nền tảng để sửa đổi chính mình, để thoát qua được cái thời mà Cộng sản đang trù dập đàn áp người dân, để chúng ta sẽ bước vào một cái thời mới của một cái đời của những người Việt Nam tân dân chủ đó quý vị. Đó là vào cái thời Thượng Quân Thánh Đức. Thì bây giờ chị Pha bây giờ tiếp. Em tiếp thêm một câu nữa là câu số 8, biết xin lỗi.
Người chính trực luôn nhận ra lỗi của mình và chân thành xin lỗi trước khi trách móc hay than phiền người khác. Phải biết tiên trách kỷ, hậu trách nhân. Thì Pha thấy cái này á, ở nước Tây Phương á, thì như cái câu này á, là nằm lòng ở trên môi luôn á. Đi á, đụng người ta cái cũng xin lỗi, mà có nhiều khi á, chỉ lấn không đụng gì luôn nha. Có nhiều khi họ đi mà họ thấy sát mình chút họ cũng xin lỗi. Hầu như cái chữ xin lỗi này đối với người Tây Phương là ở trên môi luôn. Mình gặp rất là nhiều, mình riết mình cũng thành cái thói quen luôn đó. Thành ra bây giờ mình nghĩ mình xin lỗi một chút, mình đâu hại gì đâu. Tại vì anh chị em á, bây giờ đúng hay trật gì không cần biết, mình xin lỗi cái câu đó là ghi cái cảm tình cho người khác. Bây giờ á, có người ta lại chửi mình cũng vậy, thì kệ, mình cũng không có quan tâm. Nhưng mà người ta biết xin lỗi thì cũng tốt, nhưng mà không xin lỗi thì cũng không sao. Nhưng mà đối với mình á, thì làm sai thì phải biết xin lỗi. Có nhiều người đó là họ không có làm lỗi mà họ cũng xin lỗi nữa đó. Cái người đó họ muốn cho mọi chuyện nó êm đẹp, họ không muốn cãi. Có nhiều khi có anh chị em chắc ở trong gia đình hay hai vợ chồng hay cãi nhau, hay là anh em cãi nhau. Có nhiều khi cái người kia đó họ không có lỗi mà họ nói xin lỗi, mọi việc là do tôi. Nhưng mà thật sự người đó không phải là lỗi của người đó. Nhưng mà họ nói như vậy là họ để cho gia đình nó im ắng. Thì Pha nghĩ rằng á, chúng ta hai cái chữ xin lỗi nó ngắn gọn, nhưng mà chúng ta sẽ được mọi người kính trọng. Chúng ta làm lỗi, chúng ta biết xin lỗi. Nên anh chị em có thể áp dụng câu này với tất cả mọi người. Nếu anh chị em nghĩ là có lỗi không có lỗi, anh chị em cứ xin lỗi. Anh chị em không có lỗi mà anh chị em có lời đó, và tin chắc là anh chị em có lời. Tại vì khi mà chúng ta xin lỗi là người kia sẽ rất là vui, tại họ biết là mình nhận ra là mình đã sai mà mình biết xin lỗi. Là tự nhiên những cái gì oán giận hay là ghét chúng ta đó, hầu như họ sẽ xóa trong cái đầu của họ qua hai chữ xin lỗi của chúng ta. Thì đó là cái mà Pha học được, và Pha dùng cái câu này rất là nhiều nơi và khắp. Hầu như mỗi ngày đi ra ngoài là có cái câu này. Có nhiều khi mình đi mà sơ ý, mà mình không muốn đụng, mà mình lỡ đụng áp sát người ta, mình cũng phải xin lỗi nữa đó. Hay là mình xếp hàng mà mình đứng đụng người khác, hay là mình chen lấn gì đó, mình cũng phải xin lỗi hết cả. Nên hai chữ xin lỗi đối với Tây Phương thì áp dụng mỗi ngày đó anh chị em. Thì thôi bây giờ Pha và chị Kim cũng còn lại mấy câu, là câu số 9, câu số 10, số 11. Rồi chúng ta nói về hội phụ nữ. Nhưng mà hôm nay Pha có một cuộc họp khác. Bây giờ Pha xin ngưng cái live stream ở đây. Và Pha cũng một lần nữa Pha kêu gọi tất cả những người phụ nữ Việt Nam khắp nơi, trong và ngoài nước, hãy cùng với chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời để tam Việt Nam Cộng Hòa do Tổng thống Đạo Minh lãnh đạo, chúng ta cùng nhau khôi phục lại đất nước, khôi phục lại nền đạo đức văn hóa và những gì mà Cộng sản Việt Nam đã hủy hoại dân tộc, đất nước Việt Nam của chúng ta. Thì nếu anh chị em nào, chị em nào muốn tham gia chính phủ thì vào cái trang của chính phủ là Việt Nam Cộng Hòa viết tắt số 3.com. Còn không á, thì anh chị em có thể liên lạc với Pha qua Facebook. Thì khi mà anh chị em vào đó điền xong á, thì anh chị em ghi số điện thoại hay là email lại, thì bên chính phủ cũng có thể liên lạc với anh chị em nữa. Còn nếu mà muốn làm hồ sơ mà đứa tường tận hơn đó, thì anh chị em liên lạc với Pha và chị Kim trên Facebook. Thì cái Facebook Di Thật Là Cộng cũng được, hay là Pha Lê Facebook cũng được. Thì thôi, Pha xin mời anh chị em cùng nghe cái bài hát Trên Cầu Dân Ý. Rồi chúng ta kết thúc hẹn anh chị em hai ngày sau. Tại Pha có chuyện Pha phải ngưng sớm hơn thường lệ, chứ Pha còn nhiều, rất là nhiều chuyện muốn chia sẻ cùng tất cả anh chị em. Xin mời.
thiêu trên khắp quê hương Việt Nam. Chúng tôi dân đi sạch bóng hương lo vàng vàng. Chiếu thương dân hân hoan bầu tròn dương anh. Bầu nào minh quân dân dân vì nước quên mình. Tham gia trưng cầu dân ý thì mở vào cái trang ba chữ www trưng cầu dân ý viết tắt .us. Còn anh chị em muốn tham gia chính phủ thì xin mời vào cái trang ba chữ www Việt Nam Cộng Hòa viết số 3.com. Còn bây giờ Pha mời anh chị em đọc hiến pháp để tạm Việt Nam Cộng Hòa online. Thì anh chị em vào Google, anh chị em tìm chữ BIC, tức là chữ B, chữ y ngắn, chữ t, anh chị em chấm cái, rồi anh chị em viết chữ l, chữ y dài, rồi xẹt cái, rồi hiến pháp để tam Việt Nam Cộng Hòa viết tắt, là anh chị em chỉ bấm như vậy thì anh chị em sẽ thấy nổi lên cái trang đó. Anh chị em bấm cái tay vào đó đó thì anh chị em sẽ có cái cuốn hiến pháp đọc online. Thì nó rất là tiện và lợi. Thì để coi Pha có thể bấm để cho anh chị em coi. Chúng ta bấm biết, tức là chữ B, chữ I, y ngắn, chữ T, chấm một cái. Rồi chúng ta viết đánh chữ L, chữ Y dài. Rồi xẹt một cái. Rồi hiến pháp đệ tam Việt Nam Cộng Hòa. Thì bây giờ Pha bấm thử cho anh chị em coi. Thì chúng ta tìm thì Pha đã bấm vô đây, thì ở đây nó nổi lên cái trang. Khi mà anh chị em bấm vô đây thì nó nổi lên là hiến pháp đệ tam Việt Nam Cộng Hòa. Anh chị em bấm vào đây, anh chị em có thấy hiến đây cái chữ hiến pháp. Thì ở trên này có cái trang, bắt đầu chúng ta chỉ cần quẹt qua như vậy thì chúng ta có thể đọc từ trang đó. Nào, anh chị em thấy không? Đó, chúng ta quẹt qua, chúng ta đọc từ trang như vậy. Nó rất là tiện lợi. 81 trang hiến pháp đệ tam Việt Nam Cộng Hòa. Pha mời anh chị em vào đây đọc để anh chị em biết hiến pháp của đệ tam Việt Nam Cộng Hòa là như thế nào khi Tổng thống Đào Minh Quân trở về đất nước Việt Nam chúng ta. Tất cả quyền lợi của anh chị em đều nằm trong cuốn hiến pháp này. Nên anh chị em cứ đọc đi, rồi anh chị em hãy chờ trưng cầu dân ý, chờ đợi Tổng thống Đào Minh Quân trở về thi hành cái hiến pháp này để đem tất cả quyền lợi về cho người Việt Nam của chúng ta. Thì bây giờ Pha xin ngưng cái live stream hôm nay. Thầy Pha có bận rồi nên không có nói chuyện tiếp. Rồi chị Kim để chúng ta bây giờ thì Kim xin mời quý cô dì chú bác, anh chị em hôm nay cùng chung cất cao lời thề son sắt. Xin lỗi là hôm nay Kim và chị Pha phải bận họp cho nên là phải ngừng livestream sớm. Cũng xin quý cô dì chú bác thông cảm. Và chúng ta là người Việt với nhau thì chúng ta phải nêu cao tinh thần của người Việt và cất cao lời thề son sắt. Nhất quyết là không để cho Tàu Cộng xâm chiếm đất nước Việt Nam của chúng ta. Kim xin kính mời quý cô dì chú bác chúng ta bắt đầu hô ba lời thề son sắt. Dân tộc Việt bất khuất, bất khuất, bất khuất, bất khuất. Cương thổ Việt bất phân, bất phân, bất phân, bất phân. Nhân dân Việt bất ly, bất ly, bất ly, bất ly.
Dạ, Ba Lê xin trân trọng kính chào Tổng thống Đào Minh Quân, kính chào Bộ Tư lệnh Chiến lược Toàn quốc, kính chào quý đại biểu, quý đồng nhiệm trong Chính phủ Đệ tam Việt Nam Cộng hòa, cùng tất cả anh chị em trên diễn đàn cũng như khắp nơi trên toàn thế giới. Chúc một đêm ngủ ngon, luôn luôn gặp may mắn, dồi dào sức khỏe, thân tâm an lạc. Xin trân trọng kính chào tạm biệt. Kim xin trân trọng kính chào Ngài Tổng thống Đào Minh Quân và phu nhân, kính chào Bộ Tư lệnh Chiến lược Toàn quốc, quý tướng lãnh, quý đại biểu cùng các quý đồng nhiệm trong Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời Đệ tam Việt Nam Cộng hòa. Xin kính chào quý cô dì chú bác cùng các anh chị em Việt Nam trong và ngoài nước. Xin kính chúc tất cả được nhiều sức khỏe và thân tâm thường lạc. Xin kính chúc tất cả đều giữ vững niềm tin và một ngày mai tươi sáng cho đất nước Việt Nam của chúng ta. Những người dân Việt Nam sẽ không còn khổ sở và sự no ấm sẽ đến với dân tộc Việt Nam của chúng ta. Do Ngài Tổng thống Đào Minh Quân lãnh đạo Đệ tam Việt Nam Cộng Hòa sẽ lấy lại đất tổ và không làm khổ dân. Kim xin trân trọng kính chào. Bây giờ Pha mời anh chị em nghe Cô Gái Việt thì Pha chào rồi đó, để cho anh chị em nghe một bài hát để mà nói lên nêu cao tinh thần của người phụ nữ Việt Nam. Dạ, xin trân trọng kính chào. Còn nhớ Sài Gòn không? Thành phố đất gãy chia ly, thành phố mất mờ giả viện, một cuối tháng tư lạc tay thường. Còn nhớ Sài Gòn không? Những tháng nhung xanh cũ, những ngày lụa đào xưa. Thành phố ấy, Sài Gòn yêu dấu, mặt trời thắp sáng ước mơ, ánh trăng soi rõ kỷ niệm. Mỗi dĩ hè là một dải chiêm bao, mỗi đoạn đường là một cơn hạnh phúc đã thấm mềm tưởng tiếc rồi đó. Sau 10 năm lưu lạc, có chỗ nào tuyệt diệu hơn Sài Gòn? Thành phố ấm quanh năm, thành phố lá tương tư nhạt gió, những đêm mưa bụi khói khóc hư vô, cổ tích ướp hơi thơ, tình ái ngát hương thu nghìn cũ. Sài Gòn dịch thơ làm nắng, giữa thiên hà đã là xuân, lãng đãng huyền thoại trong lối lùa tú xương, trên nền vấn huyền trân, chỉ cần một câu dòng cổ đã sao xuyến hồn già, chỉ cần bước chân giao mùa đã xanh mắt trẻ thơ, hồng môi thiếu nữ. Ôi thiếu nữ Sài Gòn, những cô gái áo dài tha thước phố phường, những cô gái áo ngắn gọn gàng công xưởng, những cô gái đồng phục nhịp nhàng trên đường xây dựng và bảo vệ quê hương. Những cô gái Việt rộn ràng tiếng trống mê linh, miệt mài gió ngựa, bùi thị xuân. Thank you.
Việt Nam mạnh mẽ lên để làm một người Việt Nam chân chính, để coi hộ nội hội phụ nữ của Việt Nam tăng dân chủ toàn cầu, làm sao để đưa người phụ nữ Việt Nam lên để cho người ta kính trọng. Thì mời anh chị em hãy đón xem livestream của Kim và chị Kim và Pha hai ngày và nữa, hai ngày sắp tới. Và xin trân trọng kính chào tạm biệt.